chưa làm ăn gì đi kiếm người yêu hả con? Có người yêu lần nào chưa? Dạ rồi ạ. Trời ơi, nó có rồi luôn á đó hả? Yêu từ lúc mấy tuổi rồi? Tình đầu là năm 15 ạ. Con hơi bị rụt rè khi mà gặp trai. Mà nó làm gì con đánh nó dữ vậy? Dạ, kiểu hay chọc con á, xong rồi con nấu, con đụng cái gì con phang cái đó. Trời ơi. Nhưng mỗi lần con đánh nó xong rồi sao? Thì nó khóc. Chắc bên này quá. Con chỉ khóc mấy cái chuyện xúc động, mà cái cảm xúc nó cao trào thôi, còn đánh thì con chịu đau được. Chịu đau được đúng không? Ủa đúng rồi, có bạn gái đánh không mới khóc nghe chưa? Ừ. Chứ bên đây là sơ hở là đánh đó. Sơ hở đánh nó chịu gặp được gì? Không? Gặp gì nó phang cái đó đó. Con chắc con chạy. Em tên là Duy Khang, năm nay em 26 tuổi, em quê ở Đồng Tháp. Khang bây giờ làm ở Đồng Tháp hay làm ở đâu? Dạ em đang làm việc ở quận 10. Làm công việc gì hả Khang? Con cầm đầu thiên hạ. Hả? Làm cái nghề cầm đầu thiên hạ. Hớt tóc đúng không? Tóc ngắn thì em con sẽ làm cho dài ra, tóc mỏng thì con sẽ làm cho dày lên. Con và chuyên về nối tóc và cắt tóc. À, nối tóc và cắt tóc luôn. Con ở thành phố Vinh, Hồ Chí Minh với ai vậy Khang? Dạ hiện tại con ở với mấy đồng nghiệp thôi, còn thuê phòng trọ ở chung mới đúng không? Dạ con ở tại salon luôn. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Hồng Bảo Ngân, năm nay em 19 tuổi, dạ quê con ở Bến Tre, hiện đang ở Bình Thạnh. Dạ, con vẫn còn đi học hay là con đã đi làm rồi? Dạ con nghĩ con đi làm rồi. Buổi sáng thì con làm mẫu ảnh, còn buổi chiều tối thì làm lễ tân. Có chút xíu mà đi kiếm người yêu hả? Chút nữa là mở rào ra là lần đầu ta gặp nhỏ đó. Trời ơi, chưa làm ăn gì đi kiếm người yêu hả con? Có người yêu lần nào chưa? Dạ rồi ạ. Trời ơi, nó có rồi luôn á đó hả? Yêu từ lúc mấy tuổi rồi? Dạ, tình đầu là năm 15 ạ. Đây hồi đó học lớp 4 là có người yêu rồi. Nít quỷ. Mới lớp 4 có người yêu rồi. Thôi được rồi. Đâu mà bỡ ngỡ. Này là lớp mấy có người yêu rồi? Dạ con biết yêu năm 18 ạ. 18 mà cũng được. Nói ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe cái nào. Ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Và nhược điểm chắc là hay xúc động, dễ khóc không? Còn con sao? Dạ, con thì ưu điểm là con hoạt bát hòa đồng, con dễ bắt chuyện với mọi người. Con hơi bị rụt rè khi mà gặp trai. Thôi bây giờ cho nhà trai chúng tôi biết đường tình duyên sao? Con thì mới trải qua có một mối à. Bạn học hay sao? Tình đầu của con là gần sớm à, cách đây 4 năm trước. Nhưng mà yêu một thời gian xong rồi con cảm thấy con không hợp với bạn đó. Có nhiều cái bất đồng quá, không có chung quan điểm nên nói chuyện nữa. Sao có đánh nhau luôn. Trời ơi, ai đánh ai? Con đánh nó. Con đánh nó hả? Trời ơi, đánh dữ không con? Dạ. Hay tại con đánh nó quá nên mới chia tay? Dạ con cũng không biết nữa. Chắc tại vậy. Thôi thôi. Mà nó làm gì con đánh nó dữ vậy? Dạ, kiểu hay chọc con á, xong rồi con nấu, con đụng cái gì con phang cái đó luôn. Trời ơi. Nhưng mỗi lần con đánh nó xong rồi sao? Rồi nó khóc. Trời ơi. Chắc bên này quá. Nghe chưa? Khang. À, nghe rồi chú. Con là con nãy con nó còn cầm đầu thiên hạ hả? Con gặp bên đây là con mệt lắm nha. Bản lĩnh đàn ông đừng có khóc nha con. Thôi. Con chỉ khóc mấy cái chuyện xúc động, mà cái cảm xúc nó cao trào thôi, còn đánh thì con chịu đau được. Chịu đau được đúng không? Ủa đúng rồi, có bạn gái đánh không mới khóc nghe chưa? Ừ. Chứ bên đây là sơ hở là đánh đó. Sơ hở đánh nó chịu gặp được gì? Không? Gặp gì nó phan cái đó đó. Con chắc con chạy. Dụ mốt con đánh bồ con bỏ chạy con có dí theo không? Dạ không. Sao không dí theo? Dạ con thích là ở lại ngồi cho con đánh khi nào con hết giờ thôi. Đó, đúng rồi đó. Người ta đang cái nư người ta đánh mà bỏ chạy là người ta không thích. Được không? Đàn ông phải vậy chứ. Em nam thôi nhưng mà mong manh dễ dở lắm. Trời ơi. Đàn ông chứ. Đàn ông gì mà mong manh dễ dở, thấy mặc áo chiếu chiếu kim tuyến nhiều tôi là tôi thấy mệt rồi đó. Đường tình duyên con sao? Con thì có một mối tình năm 18 tuổi, cũng kết thúc 10 năm rồi nhưng mà... Vậy nay 26 tuổi, mối tình từ năm 18 tuổi mà kết thúc 10 năm. Gần 10 năm chị. Rồi quen nhau quen thì... bao lâu? Dạ quen được 1 năm. Bắt đầu em lên trên Sài Gòn, Bình Dương này kiểu bơ vơ lắm, khổ rồi được bạn ấy lo
giống như ham chơi game, có ngày ăn chơi game mà. Thì bạn đi làm cứ sáng là cho mua cơm rồi mua sữa để nó ăn, ăn tới chiều cái bạn lại mua cơm vô ăn tiếp. Là con chỉ ở nhà cũng chơi game thôi. Lúc đó đi kiếm tiền để đi chơi game á, mê game lắm. Để đàn bà con gái người ta đi ra ngoài đường, người ta đi kiếm tiền, người ta đem cơm về cho mình ăn. Cái mình nhận ra thì nó cũng chưa muộn, nhưng mà tại hoàn cảnh gia đình nhà gái lúc đó em còn khổ à, nên nhà gái không chấp nhận. Con khổ không đi kiếm việc làm mà khổ mà ngồi nhà chơi game bởi người ta không có chấp nhận là đúng rồi. Bạn gái bên kia mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào, mẫu hình ra sao, con có thể diễn tả được không con? Mẫu người yêu con mong muốn là cao hơn con một xíu, có quan mặt một xíu, ưa nhìn là ok. Gu dữ lắm. Nghề về tạo mẫu làm mà, tạo mẫu tóc mà, nên người ta ăn mặc rất có gu, mở rào rồi một cái là con thấy có gu liền. Rồi còn bên kia làm sao? Em không quan trọng vấn đề đẹp hay xấu, em chỉ cần là một người biết chăm lo gia đình, đặc biệt là hiếu thảo với gia đình hai bên. Cái điều gì ở con gái mà em không thích không? Cực kỳ ghét con gái hút thuốc. Bên đây có hút thuốc không? Dạ không ạ. Ừ. Có nhậu không? Dạ không luôn. Đó, bên đây không hút thuốc không nhậu. Có điều gì ở con trai mà con không thích không? Dạ có, con không thích người yêu lăng nhăng. Ừ. Không thích nói nhiều, nhậu nhiều thì không ok. Nói chung bên đây người ta dễ lắm. Còn sân mình okay. Là gì cũng được hết á. Dạ con chút chút à. Rồi con đi với ai? Con đi một mình. Một mình rồi, để chú lo. Chú Quyền Linh lo, con đi với ai? Con đi một mình luôn. Để chú lo luôn. Mở rào. Chào em. Anh đây cũng là bó hoa đầu tiên. Anh cũng mong là sau này sẽ có nhiều bó hoa nữa, nhưng mà chỉ dành tặng cho một người. Em cảm ơn anh nhiều. Được không? Luôn vậy hợp ý con không? Dạ được. Con ngồi đối diện với người ta, con nói chuyện với người ta nè. Thì anh đây làm trên này thì cái thời gian của anh có thời gian rảnh không? Anh có ngày ọp không? Có, một tháng thì được ọp 2 ngày. Dạ. Anh chỉ dành 2 ngày đi về quê để thăm gia đình. À, anh có thời gian dành cho hai đứa không? Có, tại vì buổi tối thì làm 7 giờ rưỡi thì cũng đã hết ca rồi. Khi nào bữa nào trực thì mới làm 9 giờ rưỡi thôi. Thì nếu mà có hẹn thì anh cũng sẽ sắp xếp thời gian được. Em thì đi làm tới khuya mới về, nhưng buổi sáng anh sẽ rảnh. Anh thì ngược lại, anh buổi sáng anh bận, còn tối thì mới rảnh thôi. Không sao, sắp xếp thời gian được, ok. Em nhìn anh như thế nào? Thấy nó đúng với cái những gì em tưởng tượng. Nói chung là em chỉ cần cao hơn em, ưa nhìn, biết có quan mà. Anh có đủ mà, anh lo gì? Anh thì kiểu mặc đồ nó lấp lánh xíu, nhiều người nhìn vào tưởng anh bóng gió ấy. Tự nhiên không có nói mặc đồ lấp lánh bóng à. Khang nói cho bạn gái biết đi, bây giờ thí dụ giờ tương lai mình lấy vợ thì mình ở đâu? Về quê lập nghiệp hay là mình ở đây? Mục tiêu của em thì em cũng muốn về quê để gần gũi gia đình hơn. Tại vì ở quê thì nó cũng đã phát triển lên thành phố rồi. Nói sơ sơ gia đình cho bạn gái nghe đi Khang. Thì gia đình em cũng không có khá giả gì, cũng đủ kiểu là đủ sống thôi. Hiện tại ba em cũng đang bị bệnh, là bị ung thư. Em muốn tìm một người nào đó biết lo gia đình để về có dâu, có con, có cháu cho ba em. Ba em không biết còn bao lâu nữa. Tại vì nhìn ba ngày nào kiểu mong có cháu để ấm bồng á, ngày nào cũng xem truyện cổ tích này nọ. Thì mẹ em ở dưới quê hỏi là sao ông lớn rồi mà cứ xem vậy đó, thì ba em nói là xem để nhớ, để sau mai mốt kể cho cháu nghe. Bạn bè ba cũng có con có cháu hết, ba em thì bây giờ vẫn còn như vậy và tình trạng như vậy nữa thì em không biết còn được bao lâu. Em sẽ cố gắng làm. Tức là giờ muốn lấy vợ về để cho ba thấy có dâu, muốn ba thấy có cháu nội đúng không? Con ngày xưa cũng ham chơi á, rồi không có nghe lời ba mẹ, cũng nhiều lúc làm cho ba mẹ buồn. Ừ. Rồi mấy năm nay con cũng đã nhận ra con không đi chơi nữa, con lo làm ăn để phụ giúp gia đình. Thì lúc con hiểu chuyện ra thì ba con lại sắp xa con. Ừ. Con thấy sao? Cái câu chuyện của bạn ở đây con thấy sao? Ý là nhận ra được là mừng rồi. Con cũng mới làm hòa với ba con gần đây.
tại vì trước đây con cũng nghịch ngợm lắm, con không có nghe lời ba mẹ gì hết á. Từ khi con lên Sài Gòn, con kiếm được đồng tiền, kiếm được cái sự cực khổ thì con mới nhận ra được là đó ba con sao. Con có ngồi lại con nói chuyện với ba con kêu là con xin lỗi ba. Mấy đứa con á là phải hiểu yêu thương ba mẹ của mình. Ba mẹ mình đã hy sinh cả cái tính mạng của mình để sinh con, nuôi con khôn lớn. Ví dụ như lấy vợ, con muốn lấy liền không? Khoảng bao lâu? Nếu mà tìm hiểu được thì bao giờ cũng được. Đồng ý, đó là cái ước nguyện của ba. Nhưng mà em cưới vợ là em cưới cho em và cho cả cuộc đời của em. Em hiểu không? Chứ mình không có được gấp rút và không có được chọn đại để cho ba vui. Ba biết mình chọn đại thì ba buồn hơn. Phải tìm hiểu kỹ, bởi vì không có kỹ á là sau này ân hận luôn á. Hiểu không? Con cũng đang định hướng là con sẽ đi học nghề makeup. À, makeup, ôi vậy là hợp với hai đứa hợp đó. Mở tiệm lên là coi như là số 1 luôn đó. Bạn này là có ý định là về quê, thì con có đồng có quan điểm với bạn không? Thì ở đâu cũng được ạ. Thật ra cái công việc của hai bạn làm ở đâu cũng được hết. Con là Bến Tre. Dạ. Bến Tre là huyện nào? Dạ, ở Bình Đại ạ. Bình Đại, rồi vậy là cũng gần ha. Nơi nào cũng có thể phát triển được. Bến Tre là quê nội. Hộ khẩu của con hiện tại là đang ở Bến Tre. Ồ, rồi, quá hay tốt. Quá. Học make up nè, rồi học thêm xăm môi, xăm mày. Dạ, cũng học rồi. Đó, học ngon rồi. Lành. Hai đứa này tương lai ngon lành. Hai đứa nó đứng gần gần một xíu đi. Dạ. Nào. Rồi nhìn thẳng vào nhau nói chuyện nào. Hôm nay anh Linh tới đây cũng là thật lòng. Không phải là muốn vui đùa hay này nọ, là muốn mình đi xa hơn và lâu dài. Kiểu không phải như hồi còn con nít nữa mà quen người này quen cô kia. Nhưng mà được cái anh không lăng nhăng, sẽ quen nhiều cô lắm. Chia tay mối tình cũ anh cũng quen nhiều lắm, mà kiểu không có quen hai ba cô một lúc. Chia tay cô này mới quen cô kia. Chăm lo cho em thì đó là trách nhiệm anh. Dù nghe em nói đánh, anh chấp nhận cho em đánh anh phụ nữ vậy, đến anh chỉ để nâng niu rồi, không bao giờ nã. Thì trong công việc nhà thì anh cũng là một người đàn ông đảm đang lắm, biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết quét nhà này nọ. Đặc biệt giặt đồ thì anh dành nha, tại vì trước giờ đồ của anh tự giặt rồi, thích giặt tay kiểu nó sạch hơn. Em bình thường thôi, khi nào cũng được, nhưng mà miễn cho em qua 20 đã. Thì em phải đi học nghề trước, em có cái nghề trước. Rồi đó rồi tính tới chuyện sau này sao. Cũng tầm 1 năm nữa, 1 năm 2 năm nữa. Anh đợi được không? Anh sẽ cố gắng mình tìm hiểu nhau. Tình cảm mình dành cho nhau, không ai sinh ra là đã phù hợp với nhau. Thì mình tìm hiểu, mình sẽ tự thay đổi để hợp với người khác. Nhưng mà mẹ anh có chịu một đứa con dâu mà nó hơi con nít một xíu không? Vậy vui mà, anh cũng nít lắm, thấy lớn tuổi nhiều khi anh cũng trẻ con lắm. Vậy thì anh xác định anh sẽ bị ăn đòn rồi ạ. Có thể được, có thể làm bao cát cho em đó. Nhưng mà nhớ nhẹ thôi. Nhà không có nuôi gà nên không có hộp gà để lăn nhíp bằng. Thì nó tính tới cái nước mà nó bị quýnh, nó sưng con mắt. Mà quýnh nhẹ thôi, tại nhà không có nuôi gà nên không có hộp gà để lăn. Tính tới vậy luôn đó. Hai đứa mà thấy hợp nhau á thì mình cho nhau cơ hội đưa ra quyết định là bấm nút. Còn thấy không hợp nhau thì không cần phải bấm nút. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. À, chính thức hai đứa hẹn hò nhau rồi đó. Nắm tay đi nào. Bây giờ nè, hôn gái nụ hôn đầu tiên nè. Anh xin phép ngân nha. Rồi hai đứa trẻ phải tìm anh hôn khác liền, thấy không? Hai đứa phải tìm hiểu cho nó kỹ nha. Sao tay lạnh ngắt vậy? Giờ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run, bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh, em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức? Dạ em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, dễ thương quá đi, thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh, em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài.
Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì ngu lạ vậy? Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Không ăn hết là em dở nè. Điều này hơi căng. Căng rồi nha, làm dở ăn chắc. Hèn chi mấy anh kia anh chạy mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai em ăn tin em bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm một mì em quậy trứng xong cái em chiên lên. Xong rồi cái em trét sô-cô-la lên nữa. Trời ơi. Này là thập cẩm luôn. Bánh gì kỳ lạ vậy? Tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Ấy nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình, bạn còn có tài gì nữa không? Em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Ru 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 thử một chút coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang. Anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gối tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi ngọt à nha, ngọt à. Bạn ca này anh Nguyễn Linh cũng canh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Nguyễn Linh ơi. Để hả vậy con em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng. Với lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói. Bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm. Đụng chạm nha, đụng chạm nha. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiền xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi. Tại mình dễ thương người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ôi, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi. Nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Ví dụ lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này á. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi anh. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai vậy sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mày mới gặp được. Mới gặp mà giống như mới đụng gặp, chạm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng đụng cái em sợ. Gặp bao lâu mới đụng được? Đó cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị. Chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Dạ. Đó mặt có được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến tiến. Nhưng mà giờ bạn ở nhà thuê em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó giờ em hỏi mẹ em lại nữa em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Anh trai dạ, coi đâu sao? Anh trai đâu? Dạ chào anh. Dạ chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi á, tới luôn đi Linh. Tới bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tát cắt nhà ở luôn. Trời ơi.
Sao bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng chi ông anh bắt lại cho miếng đất tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh này là quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rể là mất cái nhuệ khí của đàn ông, em có nghĩ vậy không? Cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị ơi. Mất mới gì mất nhuệ khí là ý, tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất mới quẹ người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rể còn mất hả? Bỏ đi anh. Sao gì bỏ? Ở rể là ở rể. Anh ở rể nè. Đó là do tôi biết mà. Tôi biết mà. Tôi biết cái bụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh, bên kia hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Dạ chào chị, chào anh Quỳnh Linh. Chào dạ. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với cậu cua. Hả? Anh có chạy tôm đúng không? Trời ơi, tôm ngon lắm à. Trời ơi, vậy là quá, được rồi, quá được rồi. À, anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em bên thôi. Trời, mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi kéo màn lên, cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được ạ. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời, gặp gái gì không ạ? Gì vậy? Gì cúi không vậy trời? Chị cúi sợ như vậy. Dạ em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hóa tay cho đỏ luôn đi. À, em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên ta. À đúng rồi, thằng quà. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin đàng hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái thôi được không? Không, em không xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy anh? Anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kìa một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người về làm ô sin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không bắt. Còn để đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng nhìn nói đây nè, em nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi, ghê gớm á. Ghê gớm quá ha. Dạ, sạch nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù dắt cái lù chạy tuốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ, ghê lắm. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có, em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không dám nhìn mà quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? À, sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn bè. À, sau cái chương trình này á, có 2 cái vé đi xem phim. Thì anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có, nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê được hai vé miễn phí không anh? Đúng rồi. Hai vé phí. Tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé hai đứa mình đi riêng hay em? Trời ơi. Ý là ông ta bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em, để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm, nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu. Tự nhiên sau này em run quá à? Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có rung không sao? Trời ơi, nổi da gà rồi đó, trời ơi thiệt á. Em nổi da gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài.
Rồi đó, hai người tự đếm tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? À, số 3 à, 2 1 1 Trời ơi. Không. Bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin đâu, em nhắn đâu, không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Không lẽ dạ thôi. Dạ thôi, em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nha. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn nhiều, nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. À, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. À, em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe. À, em sinh ra ở Thanh Hóa và sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em xin ạ. Trung 39 tuổi. Dạ. Tuổi thần tài. Qua Thanh Quế. Là quê Thanh Hóa ha. Qua. À, lái xe là xe gì vậy Trung? Dạ, lái xe tải. Lái xe tải không? Dạ. Mời nhà gái. Mình giới thiệu đi em. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn Nam bên đó. Chào quý vị khán giả. À, em họ Hương tên Mỹ. Hương Mỹ cứ bình tĩnh nè, Hương Mỹ. Dạ. Bình chuyện nói chuyện đi. Là Hương Mỹ sẽ nghe hai tên là thấy là hai cường quốc rồi đó. Bên tên Mỹ, tên Trung. Mỹ Trung. Dạ em họ Hương tên Mỹ, thường gọi là Hương Mỹ. Họ này. Em 38 tuổi, năm nay em 38 tuổi. Công việc? À, công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ, vậy đó hả? Ồ, em lái xe ở đâu? Dạ em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ xe của em. À, dạ. Em chạy dịch vụ. Dịch vụ. Dạ. Okay. Em chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ vậy đó hả? Rồi. Nhưng mà em chạy đường trường không hay gì? Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ, vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Bạn này mà nói bạn làm tài xế là tôi bị bất ngờ á. Là tại nhìn bạn giống như cô giáo vậy đó, lên cô giáo dạy tiếng nước ngoài á. Không, giờ phụ nữ lái xe cũng nhiều. Rất là yểu điệu luôn á trời. Thế bây giờ nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ em dấu D. Dấu D hả? Trà dữ dạ. À chàng trai dấu gì? Dạ dấu C ạ. Dấu C hả? Dạ. Thua rồi. Bố dấu C, tôi dấu D hả? Thua dấu D. Ồ, trời phụ nữ ta dấu D. Không. Dễ sợ không? Sao hồi hộp dữ vậy? Em bình tĩnh đi, đâu có gì đâu cưng. Hôm nay dấu C gặp dấu D. Ờ dấu C. Ờ rồi. Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Bình tĩnh nha. Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em trời ơi chết rồi, run quá. Lái dấu D là dữ rồi đó. Tôi thi dấu D hoài không đậu đó. Uống nước không? Lấy nước. Lấy chai nước. Rồi bạn trai. Khoan từ từ đi, bạn nữ đang rung quá. Kệ không sao đâu. Không. Rung quay luôn đi. Không, rung, đang rung. Rồi bạn trai nào nói luôn đi. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bạn gái nghe luôn đi. Cảm ơn chị. Quay bên đây khỏi coi bên kia. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Hiền. Dạ, em này không có tứ độ tường. À. Dạ. Không tứ độ tường hiền. Dạ. Rồi gì nữa Trung? Tính tình của em cũng vui vẻ hòa đồng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Vừa lái xe vừa hát đúng không? Dạ vâng. À, điểm có điểm yếu gì mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Quá hiền đúng không? Dạ. Đó, bên đàn trai là quá hiền luôn nha. Giờ tới bên đàn gái đi. Dạ bên đàn gái tôi đừng hồi hộp quá. Đây là chắc là lần đầu tiên tiếp cận. Chào dạ, em là chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu D. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên cái tay lái rồi. Coi như đang ngồi lái xe đi. Đó, đương dày cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Vậy em thở phụ em hấp gì đó. Hô hấp nhân tạo gì mà. Chút nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm
y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Thằng trai, em có mấy mối tình em nói cho thằng gái nghe coi có hô hấp. Ừ, đã để nó nói trước. Trời ơi, dạ, cô dạ gái lấy dấu D. Tôi nghe dấu D là tôi ấn tượng rồi đấy. Thường phụ nữ lái dấu B tới dấu C là hết rồi. Giờ qua tới dấu D là lái xe dữ luôn á. Vậy đó mà hồi hộp mà thở không nổi luôn nè. Lái xe là coi như là mạnh mẽ lắm mà. Dạ, nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối phong cảnh không sao, nhìn máy quay nó không. Nhìn máy quay không thoải mái. Dạ. Máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Không những một máy quay mà quá trời máy quay nè, 2 4 6 cái máy quay. Ta như lắm hay sao tao quýu vậy? Rồi. Thôi để bên kia nói không, trước đi. Cho tôi cười cái chào cái nè. Dạ, tôi ấn tượng. Trời, cô gái lấy dấu đề mặc áo màu hường nha. Nè, màu hường ha, đầm ôm ha, nhìn giống như cô giáo dạy tiếng sinh ngữ vậy đó. Cười tươi quá mà. Ủa sao mà em tới dấu đề dữ vậy em? À, tại vì em học văn hóa không cao, thành ra là giờ ở các còn cái bằng dấu nghề thì hay có cái nào thì mình học cái đó, thành ra thì cứ học là được. Bữa nào em dạy anh lấy dấu đề nha. Anh lấy mấy lần không được đó. Cao lắm hả? Lập xe tải luôn á hả? Xe kéo luôn. Hết tải luôn hả? Không còn dấu gì luôn đó. Dạ còn anh, dấu ơ nữa với FC. Hai vợ chồng á, chồng là dấu B, vợ dấu D, ghép lại là BD. Dấu C. Ảnh mới nói dấu C mà. À dấu C hả, quên. Vậy là CD. Ủa, rồi em sao, cái tính tình của em là nam tính nè, rồi thì phóng khoáng nè ha. Dạ, em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thế ra là hình như ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được, tại thấy cô mạnh mẽ quá gì tôi đâu có chở che được nữa. À, vậy mạnh mẽ nhưng cũng có khuyết điểm. Ừ, nhưng mà điểm yếu là đó, chút xíu là cái thở không nổi thôi. Điểm yếu của em đó. Điểm này là đàn ông nhớ nha. Với lại tới em là tấn công rồi nha, thấy thở không nổi là hô hấp liền nha. Với lại cũng hay dễ bị xúc động. Xúc động. Dạ đúng rồi. Coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động. À. Ví dụ em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. À vậy là nãy em thấy bạo lực đúng không? Cái này làm gì bạo lực thấy. Bạn này giống như khối bê tông dễ vỡ vậy đó. Nói vậy chứ dịu dàng nhẹ nhàng lắm á. Dạ. Em muốn tìm tình trường đi, hỏi tình trường em đi. Em có mấy mối tình rồi? À, có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm. Nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm. À, tụi em toàn yêu xa thì ra viết thư không à. Trời ơi. Vậy hả? Dạ tụi em viết thư không à. Yêu 7 năm luôn á hả? Dạ 7 năm. Rồi còn lâu lâu mới thứ nhì nào không? Dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu hết. Đại đa số là mấy bạn đó là ghen với lại nói mà ví dụ, cái gì đó mà không thích gì đó mà không nói ra, ví dụ nói đi đón em thì tới rồi thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói, ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em sao coi em đi với ai hay làm gì gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra, em không thích điều đó. Dạ. Với là càm ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại mà mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại, em không thích điều đó. Là thôi chia tay luôn. Dạ đúng. Vậy mà... là tổng cộng là mấy mối tình rồi? Dạ chắc ba. Ba. Dạ. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó. Viết thư tay không mà. Cái gì ta? Hồi đó là chỉ có thư tay thôi, qua đường lâu lâu thì mới có điện thoại thôi. Em có giữ còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích kỷ niệm, em thích lưu giữ kỷ niệm. Lúc đó ngày xanh, thư tay giờ khó lắm. Khó lắm, bữa nào cho bạn trai đọc bở mớ coi. Trời, đốt nhà ta hay không, gì? Không, đó là ký ức kỷ niệm mà nó đẹp mà. Thư tình ngày xưa mà, đâu có gì đâu mà đốt nhà. Ai nói, hồi đó tôi nhớ rõ ràng á, ông coi lại những cái thư tình của Thảo ngày xưa, ông cũng ghen lộn, ném đòi đốt nhà không đó. Có đâu. Thư tình. Biết giữ vậy là được rồi, không có cho đưa quá. Đâu. Mà thậm chí có những người ta có em, giờ chị nói cho thẳng em luôn gì đâu. Dạ. Bây giờ với những cái thư tình đó đó. Ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ ạ. Em đọc rồi em cảm xúc em sao? Bình thường. Toàn cũng bình thường ạ. Ừ. Em đừng có nghe mớm lời. Bây giờ chị nói em nè. Suốt ngày á, người ta để trong cái thơ, trong một cái hộp gỗ chẳng hạn. Chị nói ví dụ đi. Bình thường thì không sao. Nhưng lúc mà hai đứa giận hờn, em với bạn gái em giận hờn chẳng hạn, người ta không quan tâm tới em. Người ta chỉ ôm có cái hộp đó, xong người ta lại mở cái hộp đó ra, người ta cầm bức thư, xong bắt đầu người ta rơi một giọt lệ. Thì với cái hình ảnh đó em tính sao? Bình thường. Thì nói chung lúc đó cũng có một chút bực hơn bình thường. Bực chứ sao bực á, bình thường. Hồi đó từng mém đốt nhà ở cái vụ thư đó từ này rồi. Đó là ký ức đẹp mà, đó là những ký ức đẹp. Chúng ta sống phải nhờ những ký ức đó để tạo những cảm xúc. Làm gì phải giấu ký ức đó. Thì giấu, nhưng mà đừng có giống như là mình đừng có gặm nhắm về con người ta cứ vậy nè. Cứ suốt ngày nhớ về quá khứ, rồi mơ ước về tương lai mà quên đi cái hiện tại là con người đó. Cái hiện tại là cái quan trọng nhất mà mình cần phải giữ gìn chứ. Ký ức nào nó cũng thiêng liêng lắm em ơi, đẹp lắm.
tôi là tôi không có đồng quan điểm với ông, ký ức thì bỏ qua một bên. Nào tôi gặp Lê Tuấn Anh tôi lấy mấy lá thư hồi xưa thôi. Tôi đốt hết rồi. Ở đâu ra? Còn, ông còn giấu mấy tâm mấy không hề. Trong cái nhà không có một ngóc ngách nào mà tôi không biết hết trơn không Quyền Linh à. Ngoại trừ giấu ở nhà ông thôi. Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? À, em muốn sao nè? Muốn cái mẫu hình của em. À, đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. 1m7 hả? Dạ đúng rồi. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. À, ủa bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em? Không phải, nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. À, à dơ phải, phải gọn gàng lịch lãm đúng đồ không? Đồ không cần đẹp, không cần hàng hiệu, nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm, người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không, Mercedes không. Dạ, với thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em luôn, cái tay ra sau á, ôm ôm ngang hông á, hoặc là nắm tay. Dạ đúng rồi, em thích vậy. Thích là ôm luôn cái tay sau lưng á hả? Dạ đúng rồi. Còn lãng mạn gì được không, được không Trung? Dạ cái đó là cái em thích. Em thích. À, vậy là hay quá, hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Được á, còn cái tay của eo ôm á, trời ơi tình cảm quá. Rồi gọi gì nữa em gái? À, với lại cái việc gì qua rồi thôi, không có nhắc lại nữa. Có càm ràm đúng không? Không có càm ràm, ràm, đừng, ràm dạ, đúng không? Đừng có càm ràm. Với lại có nhậu thì cũng biết chừa đường về. Với lại nếu mà có mối quan hệ khác giới thì cũng biết giữ khoảng cách. Nếu mà cái gì là mà không vui hoặc không thích thì nói, tại vì em thì không có, có không có suy nghĩ nhiều. Ví dụ anh không thích cái này thì anh nói em ơi anh không thích em như vậy, thì em sẽ thay đổi hoặc là em sẽ sửa, em sẽ làm cái điều đó tốt nhất có thể. Tất nhiên là có thể không thể hoàn, không hoàn hảo, nhưng mà em mong phải nói, phải góp ý thì em mới làm được. Tại vì em sống em không có biết đón ý đúng không? Em không biết đón ý. Đón ý dạ. Cho nên là muốn cái gì thì nói. Dạ đúng rồi. Có sao nói vậy người có, ơi. Có sao okay. Nói vậy. Nói chung là thật thà thẳng thắn. Đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều. Em không rồi. Em không, không, không nghĩ được. Không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90% nè. 90% luôn. Ngon lành. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Không có nóng. Vâng. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Ha. Tuy rằng cổ rất là đàn, gọi là đàn ông nhưng mà rất là nhẹ nhàng luôn á. Nữ tính á. Em có nóng tính không gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Em nóng lên làm gì? Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Thế thì cũng thấy tội cả, tại vì mình nóng mà mình nói luôn. Có nghĩa là em nóng em bộc phát lên, nhưng mà sau nói đó luôn. Em hiểu được là mình sai thì dạ. Em có cái gọi rút là kinh nghiệm, có xin lỗi. Dạ hướng thiện đàng hoàng dạ. Là được rồi. Không có. Nói lúc nào cũng xin chào dạ. Cảm ơn xin lỗi luôn luôn người trị trên môi em rồi. Ta nóng ta xin lỗi luôn á, được không? Dạ được ạ. Được. Rồi okay. Gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Chưa hả? Vâng, mới mém mém tí rồi đã. Mém mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? Khoảng 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Mà sáng tháo luôn hả? Nhưng mà mới tình nhỏ nhỏ gì có không sâu đậm mà có hung gì chưa? Dạ, chưa hôn ạ. Chưa luôn hả? Dạ vâng. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là của trời cho nghe em nha. Còn Jin nha. Ngon nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với ai vậy cưng? Nè em đi với ai? Dạ thưa anh chị là em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời dạ. Nhà gái cho ý kiến à. Dạ chào chú Linh và cô Hồng Vân dạ. Chào các khán giả. Hôm nay tôi nói về cái mà tính cách của con gái. Thì con gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà về cái cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà về điểm tốt á, thì con gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu, thương người hòa đồng. Rồi nó nhiều khi nó cũng có là
thương người rồi hỗ trợ giúp những người nhiều khi theo cái khả năng của nó. Chứ còn về lương đề mà tài xế lái xe thì lương cũng có bao nhiêu, khỏe nhiều làm nhiều, mệt thì nghỉ. Thôi. Bây giờ mẹ nuôi thấy anh bên đây thì sao? Theo mẹ nãy giờ thì mẹ thấy cậu này thì ngoại hình thì cũng được. Còn về tài về mà nghề nghiệp thì nó cũng phù hợp với lại con. Rồi còn thì bây giờ mẹ thấy tốt, được. Thì cái này là tùy ý con. Dạ, cảm ơn. Xin hết. Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với ba của em. À, ba hả? Dạ. Rồi. Rồi, bác trai ạ. Xin chào nhà trai. Kính chào Quyền Linh, đẹp trai, đam, thể tài đam ăn. Kính chào Hồng Vân, chị gái. Kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung. Nhưng mà nói về Trung á thì thực ra thì cũng được cái siêu làm mà cũng có cái nhiều cái tài vật chịu khó của cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Vì trong những cái giai đoạn mà đi công tác rồi và làm tức là thì cũng tự lực tốt lắm. Thế thì còn cái tính thì thường thường mà nói là ví dụ như là nếu là bạn bè đông thì cũng tính ham chơi chút, ham chơi vui chơi, nhưng là không phạm đến những cái gì về luật cả. Thế đó cũng là cái, nhưng mà sau này nó khắc phục cái chuyện có khi có vợ con rồi thì có khi lại tập trung vào gia đình nhiều. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, sinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Nhưng mà cho hỏi là quê cơ chính ở đâu nhỉ? Dạ con gốc là quê ở Hà Tây ạ. Hà Tây hả? Dạ. Hà Tây cũng ở thủ đô đấy hả? Dạ, đúng rồi. Hà Nội đấy. Con lớn lên ở Hà Tây mà con sinh ra Hà Tây, con lớn lên ở tỉnh Sông Bé. Hà Tây thì bây giờ bị nhập vô Hà Nội rồi, còn bây giờ tỉnh Sông Bé bây giờ tách ra hai tỉnh Bình Dương với Bình Phước thì con ở Bình Phước, nhưng mà hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi. 16 năm rồi. Thôi, còn theo cái nhận xét thì thế này, người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao? Dạ con đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe không ý. Rồi nghề giờ... này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc. Đúng rồi, căng thẳng. Dạ, vâng. Rồi thế thì còn về sức khỏe thì tốt, cộng với công việc như thế là nói thực đâu cũng hợp cái thời này thôi. Rồi còn cái chuyện nội trợ về mọi vấn đề khác khi đã có gia đình được chưa chắc chắn rồi là sẽ làm tốt thôi. Đúng không ạ? Nếu về bố thì bố cũng ưng cái công việc nghề nghiệp chịu khó, và đồng thời là còn cái này là do hai tức là tìm hiểu, nếu mà đi đến được kết hôn thì rất tốt. Bây giờ bố mẹ và hai bên cũng rất mừng cái này và cũng rất muốn cái này, phải không Vân ạ? Vâng, xin cảm ơn. Chú là bộ đội hả? Báo cáo với thường trường là thế này, thực ra là đi bộ đội số 5, cuối đầu số 5. Thế là bị thương ở mặt trận tức là Quảng Trị. Và bây giờ cũng mất 91% và bây giờ đang nằm ở trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng ở Long Hải. Thế là cũng mấy chục cây đi với con đi về đây để tức là vì rất là cái điều này rất là mong. Cô đã làm cha làm mẹ thì ai cũng mong con tức là xây dựng gia đình sớm rồi có cháu cho đôi bên tức là mừng, đúng không ạ? Thế cho nên là cũng thực ra mà nói là với sức khỏe thế là cũng hơi mệt mệt đấy. Nhưng mà con cái nó thành đạt là mình vui rồi. Con cảm ơn khán giả rất nhiều. Chú có người con trai hiền quá trời luôn. 39 tuổi mà chưa bao giờ từng hôn cô gái nào cả. Mở rào đi. Bây giờ cho các bạn gặp nhau bạn nè. Sẽ nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Nha, đừng gây ấn tượng liền nha. Dạ. Hát bài gì nha? Hát bài em quên luôn cái tên. Hả? Trên đây dồn quá em quên luôn tên. Trời ơi, quên cái này luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi. Vừa tặng hoa là hát Tâm Hồn Sao Động liền nha. Dạ vâng. Thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia người ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Hát luôn, bắt đầu tiến tới. Dạ chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Hát luôn. Mình nhận trước đi. Không hát luôn, vừa tặng quà vừa hát luôn. Dạ, cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá.
anh tặng em mà bông lan. Yeah. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không làm mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Yeah, hay quá. Mình tặng quà của mình đi. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Thực ra em thì không biết trước là anh sẽ làm gì, nhưng mà em nghĩ thì sống mà thì ai cũng sẽ ít nhiều cũng sẽ bị stress, thì em tặng anh cuốn sách để xả stress á. Đây là như bà muốn nghỉ thở rồi đó, bà cứ coi như bà ngồi thôi. Em nhớ nha, phóng vô hấp liền cho chị. Dạ, rồi em người tặng anh là ví dụ anh stress thì anh có thể là lấy giấy xong anh mở cái này ra, nó sẽ hướng dẫn anh xếp những hình con thú hoặc bông hoa hình dễ thương để mình tâm lý thoải mái hơn. Rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Xếp hoa hả? Không mà xếp nhiều mà xếp giấy nghệ thuật đó. Anh không nghĩ em lại lãng mạn như thế đấy. Em là hơi lãng mạn đấy. Em lãng mạn mà. Ừ. Thôi không nghĩ lúc đầu nghe tưởng là một cô lái xe gọi là xe hết tải luôn đó. Mà lãng mạn như thế. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết son trên áo. Rồi nhìn anh ấy hát kìa. Nếu mà khó thở là nhào vô liền nha. Trung nha. Dạ. Câu chuyện Trung Mỹ bắt đầu. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kìa son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chứ tránh sao, em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. cái bài này nó đối xứng với nhau kỳ quá à. Một bên kia người ta thú nhận người ta đã yêu rồi, còn bên đây là em không yêu anh nữa đâu. Ý em nói vậy, yêu em rồi chị đợi đi, em biện hộ lại với anh đi cho anh đừng bị hụt hẫng. Ý em nói là yêu em rồi, không được yêu người khác nữa, chứ không em thôi, không được không người khác nữa. Nếu không người khác nữa là em sẽ Trung khó thở. Trung ơi dạ. Khó thở Trung ơi. Nó chưa chung. Trung ơi, Trung nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn run dữ lắm. Nắm bây giờ tay đưa qua anh cầm cho. Đưa qua anh cầm thôi. Dạ. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái dấu đê thì sao. Nhìn thẳng đi. Dấu C, dấu D nói chuyện đi. Em không biết nói gì đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Nói chung thì anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Em cũng mong hai đứa mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn có đến được với nhau không thì thời gian sẽ trả lời. Bây giờ mình nói cảm giác gì gặp ảnh sao thôi. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tương tất nè, sạch sẽ gọn gàng nghe muốn không? Dạ nói chung là cũng được. Sao nói cho được đường sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Nói anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Nếu mà yêu em thì anh sẽ làm gì, hứa với cổ thử thôi. Nói cổ thử đi. Nói chung yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Dạ. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Nói thế giờ anh không muốn có con gì cũng nói luôn. Nói chung thì anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút. Muốn có baby liền. Vâng, đúng rồi. Vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có sinh 4 baby. Sinh 4 baby. Em thích con nít. Thành ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình xin 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được. Đông mới vui. Nổi Trung nói đi, nổi Trung. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Người đập thùng đó Mỹ.
Dạ không sao. Bây giờ bây giờ trước khi về ghế ngồi hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung ôm. Chưa ông, chưa. Còn cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó. Không mà nói chừng nào đi á, đi đi đâu ví dụ em hết là cái vòng tay eo qua vậy nè, đó không? Ok là đây. Nó nào vậy là đi đâu đó mà hai nắm tay. Lòng tay qua thử coi sao. Sát vô luôn. Không mà nếu mà lòng vậy nó khó đi quá. Hai cái tay nắm phía trước coi. Sang tay để xen cái tay vậy nè. Rồi, giờ chào ba mẹ cái coi thử coi. Dạ, chào cô chú, chào mấy bạn bên nhà trai. Chào má, chào nhà gái luôn. Gia đình của con. Được không Trung? Dạ được ạ. Hả? Dạ. Ổn ổn hay Trung? Ổn không? Cái dạ. Tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá sao động luôn. Quá sao động luôn hả? Dạ. Rồi, thôi bây giờ giao lưu chút cảm xúc với chị gái ngồi đi nha. Dạ. Mình trò chuyện chút xíu cho nó hiểu nhau hơn tí ha. Dạ. Đấy. Cặp này làm khác với cặp trước là tìm cảm xúc trước rồi nói chuyện sau. Hả? Bây giờ nè, một người mình hẹn hò làm sao? Bởi vì một người ở Vũng Tàu nha. Đó, hẹn hò làm sao? À, tại vì em có phương tiện cá nhân thì ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được. Dạ, sắp xếp thời gian được tại vì em là làm việc tự do. Thành ra là không có phụ thuộc về thời gian. Lấy hẹn hò cái lái xe tải đi hoài nữa. Dạ. Chắc là... sao chung? Hẹn hò thì nói chung em nói thì cổ kìa. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. À. Ừ. Anh có xe hả? À, xe máy hay xe mô tô? À ok, em thì không có. Nhưng mà nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi. Còn hoặc là đi với gia đình. Chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ em muốn anh chở, nói đi. Dạ đúng rồi, bây giờ có giờ em chở người ta không à? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy. Thì ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố. Cũng thích thế. Dạ. Vậy sao chung? Thì nói chung thời gian tiếp sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok. Chắc chắn rồi. À, em cũng mong được giống như lời anh nói là chở em đi lòng vòng khắp thành phố Sài Gòn hoặc khắp các tỉnh thành này nọ, nói chung là đi du lịch. Bây giờ nếu mà hai người lấy nhau, tương lai lấy nhau thì ở đâu? Bàn đi, thử đi chung, mình đàn ông đưa ra trước đi chung. Đâu nhưng mà nói luôn đi là nếu mà hai đứa quen nhau thì bao lâu làm đám cưới? Ừ, rồi ở đâu? À? Có ba dưới có gì thì ba chứng kiến tính luôn. Nói chung thì đối với em thì tới luôn cũng được nữa. Yêu nhanh gọi là tình yêu sẽ đánh đấy, em hỏi luôn đi, hỏi coi Mỹ ok không, là qua Tết là coi sao ra duyên anh cưới em đó không mấy. Dạ. Làm đám cưới mùng một Tết luôn đi. Dạ không, thật ra em cũng muốn có thời gian tìm hiểu thêm một tí nữa thì hãy cưới thì nhanh thì cũng được, nhưng mà em cũng muốn có một chút thời gian nữa chứ. Từ đây qua Tết là tìm hiểu được rồi. Dạ. Bao lâu, khoảng bao lâu? Thật ra em cũng chắc khoảng 3 tháng đi. 3 à. 6 tháng hoặc nửa năm đi. Ôi. 38 39 rồi, 40 khó đẻ lắm á. Không sao. Hả? Không sao đâu trời, bây giờ khoa học tiên tiến rồi mà, anh 50 còn sinh em bé được mà. Không lẽ đi cái thụ tinh nhân tạo nó kỳ lắm. Thực ra cái tuổi này của tụi em á mà gặp nhau á, cái cảm xúc nó tới là mình biết liền. Đúng yeah. Rồi. Tụi em chỉ cần là tại vì đủ chín chắn để mà chỉ cần một thời gian ngắn mình có thể biết được là đây có phải là một nửa của mình hay không. Mà nếu mà đã xác nhận diện được rồi là phải dớp liền, cưới vợ là cưới liền tay, em không? Dạ rồi mà. Bây giờ tuổi của mình cũng lớn rồi, thôi mình lấy chồng xong mình sanh con liền, đòi sanh tới 4 đứa mà không sanh liền được thời gian đâu. Dạ. Bây giờ Trung nói với bạn biết đi, bây giờ là mình mong muốn càng sớm càng tốt, lấy vợ về ở đâu, thấy không? Thì nói chung thì em bây giờ nói với, Mỹ, Mỹ kìa. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Nói chung là nhà cũng không được lớn lắm thôi, nhưng mà nói chung cũng ở được. Dạ. Ừ. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa, Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa, Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Long Điền giờ phát triển lắm á.
Dạ đúng rồi, Long Điền. Tất cả cơ quan hành chính của tỉnh ủy nằm ở sát Long Điền luôn rồi đó, Long Hải đó. Dạ đúng rồi. Em gái của em ở đó, bé Út. À dạ, vậy khỏe rồi. Dạ. Về liền luôn đi, nói với chúng em. Thì sau chương trình này thì hy vọng là anh đến tụi em và em cũng có thể đến Long Điền với anh. Dạ. Để mình có thể tìm hiểu rồi xem mọi cái thế nào. Dạ rồi. Rồi. Chắc chắn. Chắc chắn. Thôi. Bấm nút luôn. Đúng rồi, ấy đi. Để tay nút bấm. Để tay vô nút bấm đi. Đó. Được là anh bấm đi 1, 2, 3 nha. Tới luôn rồi đó. 38 ông Địa, 39 thằng Tài. Đây đây, dòng về nè Chung. Ừ rồi. Rồi, Chung Thị. Đếm luôn nha Linh nha. Đếm đi. Đếm luôn nha nè, 1. Tới nè, rồi. 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn hai. Thôi cái vô. Thôi vô anh Trinh. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Đó, chính thức rồi nha. Dạ. Bây giờ mình lớn rồi, mình có thể quyết định cuộc đời của mình được ha. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á nha. Dạ. Rồi bây giờ nè, mình nói chuyện với gọi là má đây, của má nuôi đây. Má nuôi cả chị, nhà của cả nhà đây. Của bạn Mỹ đó. Nói dạ. Sao đi? Hứa là gì đó thì tụi con sẽ kết hôn sớm gì đó. Gì đó. Dạ. À, con chào má nuôi. À, con chào, xin chào tất cả mọi người. Chị. À, nói chung thì Quân và Mỹ thì hy vọng rằng là sẽ đến với nhau trong thời gian tiếp tới. Thì Quân nếu mà tới với nhau thì Quân hứa Quân sẽ chăm sóc Mỹ một cách tốt nhất để có một gia đình hạnh phúc. Dạ. Mỹ sẽ nói gì với ba? Ba đang bệnh đó mà ba gọi là đi với con trai đến đây là biết là ba rất là mong muốn con trai mình được hạnh phúc với một đứa con dâu đáng yêu đó. Dạ. Nói gì cho ba yên tâm. Con chào chú, chào mọi người. À, nếu như mà được làm dâu thì con sẽ cố gắng làm điều tốt nhất có thể. Chúc chú mau khỏe, sống vui, sống khỏe với con cháu. À, nói chung là con yêu tất cả mọi người. Khó thở, khó thở. Dạ. Khó thở. À, con xin phép má nuôi cho con được hôn Mỹ ạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Ôm chặt vô, ôm chặt vô. Mạnh vô, bên kia nữa, bên kia nữa. Rồi, Mỹ làm lại đi. Ủa lại nữa hả? Chung chưa bao giờ có nụ hôn nào đó. Ôm chặt vô tiếp tục luôn. Đúng rồi. Đó, mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn. Bên này nữa. Không có chán luôn. Trời, tôi thấy cặp này cưng lắm á. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy rằng á, tụi em tuy là cũng hơi lớn lớn đứng tuổi rồi, nhưng mà rất là trẻ con luôn vậy đó. Gần như là một cái tình yêu trong veo đó nha. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Nhớ mai mốt là đám cưới tụi em toàn là đi bằng xe tải không á. Bằng lòng đi em, anh về quê lấy tải chở em liền. Trời, dễ thương không nha. Dạ. Thôi, nắm tay nhau đừng buông tay ra. Để ôm nắm chặt tay nhau đi. Dạ. Suốt chặng đường còn lại. Dạ. Coi như là tình hình thế giới là Mỹ-Trung đang căng thẳng về mặt kinh tế, nhưng mà ở trong sân khấu bạn mối hò, tình hình Mỹ-Trung đang rất là hạnh phúc. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ rồi, cảm ơn.